rồi coi nhà bỏ mở mở pin của cái nàng tiên cá mẹ lên cho các bạn coi đi. Wow, nàng tiên cá mẹ có nhạc nữa đúng không? Ừ, có thể ngồi được luôn. Ngồi vàng cũng được, ngồi vàng cũng được. Wow. Rồi mấy nàng tiên cá con đâu, cho mấy nàng tiên cá con ngồi bên cạnh nàng tiên cá mẹ đi. Tóc nó dài quá. Dài không? Dài xuống đây luôn. Cái này dài xuống heo. Dài. Dạ. Trời hết trời. Coi chị ai rồi. Dạ tôi sẽ 3 mét. Con này mới hung dữ nhất nè. Đúng rồi, à. Con đó là con gì? Con hồng mới hung dữ nhất nè. Ừ, con đó con hồng là hung dữ nhất hả? Dạ. Tại sao nó hung dữ nhất? Tại vì á, mặt ngoài nó hung dữ. Ừ, vẽ mặt ngoài hung vậy dữ hả? Còn hai cái con này nó không hung dữ. Con mẹ cũng không hung dữ. Vậy rồi, bây giờ mình sẽ mở cái máy hết. Còn dùng con này nha. À, ở trong cái đó nó có cái gì nữa? Trong bộ sản phẩm hồi nãy có cái gì nữa? Có cái lược hả? Cái đó là cái gì? Wow, cái đó là cái gì vậy? Cái gương đúng không? Nhỏ xíu bằng tay của chúng ta. Ừ, nhỏ xíu à. Rồi tiếp theo là cái gì nè? Cái lược. Rồi cái lược luôn hả? Rồi dơ lên cho các bạn coi cái gì? Cái lược. Ừ. Rồi. Tôi cho mấy bạn biết là cái gì nha. Rồi cái gì đó? Cái gì? Dòng cổ. Wow, cái dòng cổ luôn hả? Bắp bê cũng chơi dòng cổ luôn hả? Còn có một bộ dòng cổ chứ. Dòng cổ dòng danh bắp bê hả? Đây, dòng cổ. Đây. Bữa nay giờ là xả nhậu không bán không còn. Ba, con này có thể cầm gương được luôn nè. Wow, nó cầm gương được luôn hả? Cái gương nó để làm gì? Cái gương để sơn gương đó. Bây giờ sẽ đeo cái này cho con đi. Cái này của con đó. Của con. Cái đó để làm gì vậy? Chải tóc cho búp bê hả? Không, cái miệng. Cái dung miệng để làm gì? Cho búp bê đậu lên đầu hả? Con nào giữ con đó đi chơi này. Cái này của mẹ mà. Đây sao không được? Được. Wow, đẹp quá. Cho mẹ. Trời ơi, đeo dây chuyền luôn. Cho mẹ hay là cho con hả? Cho mẹ. Cái đó con mượn mẹ chút xíu thôi. Đây. Xong rồi mẹ ba ơi, bây giờ chúng ta đi tóc cho mẹ. Phải để cho nàng tiên cá con ở gần nàng tiên cá mẹ chứ không là nàng tiên cá buồn luôn.
nằm bên cá mẹ không có buồn, nằm bên cá mẹ cũng giận lắm đó. Bây giờ nằm bên cá mẹ đợi mấy các con chơi chơi ở ngoài vườn gần thôi. Bây giờ tiếp theo chúng ta mở đồ chơi khác nữa nhé. Thì rồi chúng ta mở xong búp bê rồi chứ. Xong làm tiếng cá chưa? Dạ, xong rồi. À, xong rồi, tạm biệt các bạn chứ. Tạm biệt các bạn, bây giờ... Thôi, bây giờ quay cái khác nha.